ở giữa tán rừng này chúng ta có thể thấy là trời ít mây, rất là trong, bị nấu cơm. Đôi khi cũng nhà cũng phụ vợ nấu. Đời sống trong rừng thì chỉ có thế này, vác bao nhiêu đồ vô và ăn bấy nhiêu đồ thôi. Vót cây sới cơm đang kéo mây đen, có nguy cơ là sẽ làm mưa lớn chiều nay. Lại có một cái căn rượu cho ba mình, cho mình mang đi để mời các anh uống. Rượu 50 phút, suối rất là mát. Và những hành trình mệt mỏi mà dơ bẩn thì chúng ta tới tắm suối nó rất sạch sẽ.